Chiều ngày 25 tháng 4, Sơn Tùng MTP công bố dự án Making My Way, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của mình. Dự án dự kiến ra mắt vào 0 giờ ngày 5 tháng 5 tới. Chưa đầy 1 giờ đăng tải, poster nhận về 167.000 lượt thích cùng hơn 27.000 lượt bình luận. Nhiều người cho biết đã sẵn sàng cho dự án sắp tới của Sơn Tùng. Trước đó, vào ngày 23 tháng 4, Sơn Tùng MTP đăng tải hình ảnh bí ẩn với ba ký tự kép. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, nhận về hơn 398.000 lượt thích và 38.000 lượt bình luận trên nền tảng Facebook. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả bàn luận về sự trở lại của Sơn Tùng MTP. Bởi lẽ, sau khi Dan No One at All bị gỡ bỏ do nội dung không phù hợp, gây tranh cãi trên mạng xã hội, Sơn Tùng không ra thêm sản phẩm âm nhạc nào khác. Sau thời gian dài im ắng, nhiều người đặt ra nghi vấn về việc Sơn Tùng sẽ lùi sâu về hậu trường. Tuy nhiên, Trạng thái mới nhất của anh cho thấy những dự án âm nhạc vẫn còn đang ấp ủ và chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới. Making My Way sẽ là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi dự án mà Sơn Tùng MTP lần lượt cho ra mắt trong năm 2023. Giọng ca hãy trao cho anh chia sẻ trong thời gian tới sẽ tiếp tục cống hiến cho âm nhạc, đồng thời mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng. Theo đó, thông qua dự án lần này, Sơn Tùng MTP mong muốn thể hiện tình yêu âm nhạc của mình trong suốt 10 năm qua. Ngoài ra, với thông điệp making my way tạo lối đi riêng sơn tùng mtp còn muốn thể hiện tinh thần bứt phá không bao giờ đi vào lối mòn của mình